người nhái xuyên đêm lặn tìm người mất tích dưới kênh ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dưới nước đen ngòm ở dòng kênh ô nhiễm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, những người nhái nhiều giờ lặn tìm thi thể thanh niên. Thời điểm khuya ngày 14 tháng 12, chuẩn bị bước sang ngày 15 tháng 12, khi tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ từ chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ. Đã có 3 xe cứu hộ cùng 17 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác lặn tìm kiếm người bị nạn tại khu vực cầu đi bộ số 2, kênh Lò Gốm, phường 11, quận 6. Thời điểm lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt, đoạn kênh có dòng nước chảy mạnh do thủy triều dâng cao. Công tác tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn. Dưới lòng kênh đen có nhiều dị vật, đặc biệt đây là tuyến kênh có nguồn nước ô nhiễm nhất thành phố Hồ Chí Minh, nên việc các chiến sĩ tham gia cứu hộ lặn mò tìm kiếm nhiều giờ rất vất vả. Đến gần sáng ngày 15 tháng 12, lực lượng cứu nạn cứu hộ mới tìm được thi thể nạn nhân nam chưa rõ danh tính, bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục thụ lý.